đang tìm về tinh thần. Đã tìm được người tinh. Từ một hệ thống cung cấp giải pháp thông minh trong việc quản lý và vận hành chung cư. Không chỉ vậy, chương trình còn chia sẻ những cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt. Và cuối cùng sẽ là sàn giao dịch các ý tưởng khởi nghiệp.